Xin chào mọi người, tôi là Thông Hoàng, phát ngôn viên của Harley Davidson Việt Nam. Và đến dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin được chào mừng và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây để tham dự sự kiện ra mắt xe. Và hiện sự kiện đang được livestream trực tiếp trên các fanpage của Harley Davidson Hà Nội. Và tất cả quý vị khán giả, những người yêu mến và luôn dành sự quan tâm cho Harley Davidson đều có thể cập nhật và chia sẻ sự kiện này. Kính thưa quý vị, trong sự kiện ngày hôm nay thì chúng ta được chào mừng sự hiện diện đặc biệt của ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Anaboda Quốc tế Việt Nam. Và xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Duy Lực, giám đốc Harley Davidson Việt Nam. Anh Trần Quốc Huy Hoàng, giám đốc chi nhánh Harley Davidson Hà Nội. Vâng, kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được mời anh Lê Duy Lực, giám đốc của Harley Davidson Việt Nam, tiến lên sân khấu phát biểu và khai mạc chương trình. Xin mời anh ạ. Okay, xin chào tất cả anh chị. Đại diện Harley Davidson Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo chí truyền thông, quý khách hàng, quý hội nhóm Harley Davidson thân thiết đã dành thời gian tham dự sự kiện ra mắt cái dòng xe mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Với slogan mới Further Faster, xa hơn, nhanh hơn, Harley Davidson năm nay đem đến khá nhiều sự cải tiến trên các mẫu xe 2022. Một trong số những cải tiến có thể nói là đáng kể nhất đó là động cơ Milwaukee A 117 cubic inch. Tương tự như dòng đỉnh CVO thì đây có thể nói là nâng cấp đáng kể nhất trên các mẫu xe chủ đạo. Thì động cơ Milwaukee 117 cubic inch đó là động cơ có dung tích xy lanh lớn nhất trên tất cả các mẫu xe hiện tại. Thì bên cạnh đó, kiểu dáng xe cũng được tinh chỉnh lại gọn gàng hơn, thì hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều cái sự phấn khích và cảm xúc lái. Xe 2022 màu sắc cũng được phối khá nhiều màu mới rất bắt mắt, thì khách hàng chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn phong phú hơn. Thì ngay sau đây xin mời tất cả các anh chị cùng chiêm ngưỡng các sản phẩm mới nhất cùng team Harley Hà Nội chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Lực ạ. Và kính thưa quý vị, lời phát biểu vừa rồi cũng đã chính thức khai mạc sự kiện của ngày hôm nay. Và đối với anh em đam mê dòng touring, đặc biệt là touring của Harley Davidson, thì cái tên Streetline đã quá là nổi tiếng bởi nét cổ điển, sự tiện nghi cũng như là sức mạnh của nó. Bên cạnh đó, Roadline cũng là một chiếc touring cực kỳ năng động, trẻ trung và đầy mạnh mẽ. Thì tiếp nối thành công đó, trong năm 2022 này, Harley Davidson sẽ tiếp tục nâng cấp và cải tiến khi cho ra mắt phiên bản ST. Và xin mời anh Lực, anh Hoàng, chúng ta hãy cùng tiến lên sân khấu để cùng chào mừng hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Đến được cái này đi. Xin mời mọi người hãy cùng hướng mắt lên sân khấu. Chúng ta sẽ đếm ngược để chào đón sự xuất hiện của hai siêu phẩm Roadline ST và Streetline ST. 5, 4, 3, 2, 1. Chào mừng. Vâng, xin cảm ơn hai anh rất nhiều ạ. Và xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt vào màn hình để đón xem một đoạn clip.
ta vừa trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của buổi lễ. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về hai mẫu xe mới năm nay, em xin được mời anh Hoàng và anh Bách sẽ cùng tiến lên sân khấu chia sẻ những đổi mới, những cải tiến về hai mẫu xe này. Xin mời hai anh ạ. Dù quá. Lời đầu tiên Hoàng, em Hoàng xin cảm ơn tất cả các anh chị em biker cũng như các quý nhà báo hôm nay đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ ra mắt hai mẫu xe Streetlight ST và Roadlight ST của Harley Davidson Hà Nội. Thì không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì em sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề. Về hai dòng xe Streetlight ST và Roadlight ST này thì sẽ được thiết kế dựa trên khuynh hướng của Performance Cruiser, thiên về hiệu suất rất là cao. Và như mọi người có thể nhìn thấy ở đây ấy, là nó được thiết kế theo tông màu tối, và hai màu chủ đạo của nó là màu đen và màu xám. Ngoài ra trên xe thì sẽ có một số các cái điểm nhấn là màu đồng. Ví dụ mọi người nhìn thấy ở đây như là viền máy này, vành sau và vành trước. Ngoài ra thì có kèm thêm một số các cái đồ độ về màu đồng ấy, thì mọi người có thể liên hệ thêm, thì em sẽ có ở trong cái bộ phận P&A tư vấn thêm cho mọi người. ST ở đây có nghĩa là Sport Touring. Thì Harley Davidson họ sẽ thiết kế hai cái dòng xe này theo khuynh hướng sport một chút, thể thao một chút. Mọi người nhìn thấy là cái rè, thay vì dòng special ấy, cái rè của dòng ST này nó sẽ bám sát vào lốp hơn. Mọi người nhìn ở đây ạ, lọc gió tên lửa hướng về phía trước, lọc gió hiệu suất cao. Và đặc biệt là phần cốp sau được thiết kế theo size tiêu chuẩn, giúp cho những ai mà chạy gắt ấy, thì mình có thể vào cua sâu hơn so với dòng special. Mọi người nhìn cái size thùng ở đây này đó. Size tiêu chuẩn chứ không phải size theo kéo dài như là của special đó. Như mọi người nhìn thấy ở đây là họ thiết kế hai cái dòng này là thiệu xe hiệu suất cao của các cái mẫu xe mà họ tham dự cái giải đua ở King of Baker. Và trong năm 2021 vừa rồi là bên Harley Davidson đạt giải nhất. Dựa theo cái dòng này. Anh Bách ơi, anh Bách có thể chia sẻ cho mọi người thêm về thiết kế của hai mẫu xe này cũng như là cái phần đầu đèn của hai mẫu Streetlight ST năm nay không ạ? Nhìn chung thì hai xe sẽ chia sẻ khá là nhiều thiết kế với nhau, từ phần thân, phần đuôi cho đến phần dàn chân là hai xe sẽ giữ chung. Duy chỉ khác biệt đó là phần đầu đèn và phần fairing của xe Streetlight sẽ được thiết kế theo dạng bedwing, hay anh em Việt Nam hay gọi là cánh rơi đấy. Thì với cái phong cách thiết kế cánh rơi này thì xe vừa giữ được cái phong cách cổ điển hot rod ngày xưa và vừa mang tính khí động học rất là cao. Dạ vâng, vậy thì đối với Roadlight ST thì anh Hoàng có thể chia sẻ cho mọi người thêm về thiết kế phần đầu đèn không anh? Về đầu đèn của Roadlight thì đây chính là cái điểm nhấn duy nhất giữa mọi người phân biệt giữa dòng Streetlight ST và Roadlight ST. Thì cái đầu của Roadlight sẽ thiết kế theo cái đầu của con cá mập, vừa cool ngầu mà vừa mang tính chất khí động học rất là tốt. Vâng, và em có thể nhìn thấy ở đây mình có một cái logo trên bình xăng, một cái logo rất là cổ điển. Anh Hoàng có thể giải thích cho mọi người thêm về cái ý nghĩa việc thiết kế logo bình xăng năm nay của hai mẫu xe này không ạ? Trong những năm thập niên 19 với 20 thì Harley Davidson có tham gia một số cái giải đua, và họ đã design cái logo này ra mắt vào năm 1977 trên chiếc xe Lowrider đầu tiên của họ. Nên họ mang cái logo này lên trên bình xăng trong giải đua của họ luôn. Và đặc biệt em còn thấy ở đây nữa, mọi người có để ý không, trên cái lọc gió này chúng ta có một số là số 117. Thì không biết nó có phải là 117CI không anh? Đúng rồi, và 117 ở đây thì sẽ tương đương là 1923cc. Đây là khối động cơ lớn nhất hiện tại. Không nói về động cơ độ nhé, động cơ theo xe lớn nhất của Harley Davidson, mà họ áp dụng trên dòng CVO cũng như là dòng ST này. Và cái động cơ 117 này thì sẽ sản sinh ra 103 mã lực ở giải vòng tua khoảng 5.450 km RPM. Và cái torque của nó là khoảng tầm 168 Nm ở vòng tua 3.500. So với cái động cơ mà trên dòng Streetlight Special với Roadlight Special ấy, thì cái động cơ 117 này sẽ sinh ra công suất cao hơn 10% so với máy cũ. 10%. Nếu như mà anh em mà có hay đam mê độ chế đó, mình cũng biết là để mà tăng hiệu suất chiếc xe lên 1, 2 hoặc 5% đã là một cái điều khó khăn rồi. Tuy nhiên thì với hai mẫu xe phiên bản ST thì cái sức mạnh này lên tới 10%. 10% đó sẽ cho chúng ta sức mạnh lớn hơn, gia tốc tốt hơn, và tất nhiên là cảm giác lái cực kỳ phấn khích hơn, đúng không anh? Chắc chắn rồi. Dạ rồi,
Vậy thì không biết là trên hai mẫu Touring ST này thì chúng ta có những trang bị an toàn, trang bị những cho những dòng Touring nào vậy anh Bách? Chắc chắn là một chiếc xe mạnh mẽ thôi chưa đủ. Với mình thì phải hoàn hảo là đủ tính năng an toàn, nhất là trên một chiếc xe hai bánh nữa. Về cái phần an toàn và trang bị của xe thì mình sẽ kể sơ qua. Một là tính năng an toàn cơ bản của xe thì là đều là có ABS hết trước sau, hệ thống loa boom, màn hình cảm ứng đa chức năng, nhiều màu sắc, đèn LED pha daymaker, giảm sóc sau có thể điều chỉnh, và chìa khóa keyless. Phần đặc biệt hơn đấy là cái tính năng an toàn nâng cao. Đầu tiên đó sẽ là phanh liên kết điện tử trong cua. Phanh liên kết điện tử này khi mà anh em sử dụng phanh trước hoặc phanh sau tác động lực thì hệ thống điện tử sẽ tự động bổ sung thêm lực của phanh còn lại, giúp anh em vào cua được an toàn hơn và hiệu quả giảm tốc tốt hơn. ABS thì anh em nghe nhiều rồi, nhưng mà đây là cornering ABS, tức là ABS trong cua. Tính năng này chỉ áp dụng trên một số các dòng xe mô tô cao cấp mới được áp dụng. Kiểm soát độ văng của bánh sau trong cua, kiểm soát khi anh em giảm tốc đột ngột hay là về số đột ngột, khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp. Vâng, và anh Bách có thể chia sẻ cho mọi người thêm về những cái kết nối thông minh của hai dòng xe trong năm nay không anh? Chắc chắn rồi. Harley Davidson thì năm nay sẽ có một cái ứng dụng, phát triển ứng dụng và cập nhật tới 80-90% các cây xăng ở Việt Nam hiện nay. Nếu anh em nào đang sử dụng kể cả dòng Android hay dòng iOS đều có thể đào về ở trên chợ ứng dụng của mình. Với ứng dụng này anh em có thể tìm được cây xăng, tìm được đường, cũng như là tìm được địa điểm ăn uống, dealer gần nhất và sự kiện sắp diễn ra ở dealer. Một cái điều đặc biệt hơn đấy là khi chơi xe Harley thì đáng quý nhất là những cung đường. Trên ứng dụng này cũng lưu lại những cung đường của anh em và lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ của mình với bạn bè, thân hữu. Anh em hãy lên chợ cài đặt. Nếu mà gặp khó khăn quá trình cài đặt, hãy liên hệ với anh em nhân viên sale của dealer. Vâng, và nếu anh em ai chưa có đào cái ứng dụng này về thì có thể nhờ những bạn tư vấn viên, những bạn đã, những bạn sale sẽ giúp anh em đào về và cài đặt app trên chiếc xe của mình. Và đối với những mẫu xe đặc biệt như là Roadster ST và Streetster ST thì không thể thiếu những màu sắc đặc biệt, những phối màu đặc biệt. Và anh Hoàng ơi, năm nay thì hai mẫu xe này sẽ có những phối màu nào ạ? Streetster ST và Roadster ST năm nay thì sẽ có hai màu, duy nhất là màu đen như mọi người nhìn thấy ở đây, và màu thứ hai của nó sẽ là màu Gunship Grey. Màu Gunship Grey này rất là quen thuộc với mọi người, vào năm 2018 họ đã áp dụng trên dòng CVO Streetline đó. Một Gunship Grey thì mọi người nhìn thấy ở đây, và nó cũng sẽ có những cái chi tiết màu đồng điểm như màu đen của mình. Dạ. Thì ngoài ra năm 2022 thì có một số thêm cái mã màu mới mà Harley Davidson có bổ sung thêm. Như mọi người nhìn thấy ở đây chính là màu Mineral Green Metallic, màu xanh lá cây. Màu trắng White Sample, màu trắng cát, hay mình hay gọi là màu trắng sứ thì đúng hơn. Lowrider S của năm nay thì cũng đã từ máy mùa 14 được nâng cấp lên máy mùa 17, cũng là một mẫu xe rất là được đánh giá rất là cao, và cũng chỉ có hai màu là màu Vip Black và màu Gunship Grey ạ. Màu đỏ năm nay thì màu đỏ mới là màu Redline Red. Cả có một số trên dòng xe như Breakout, Fatboy, White Sand Burn của Fatbob này, và đặc biệt là màu xanh dương Rip Blue của dòng xe Fatboy ạ. Fatboy năm nay cũng thay đổi, thay vì những năm trước ấy, cái vành của Fatboy sẽ là vành đặc kín, nhưng mà sang năm 2022 lần này là họ sẽ đục lỗ. Mọi người xin nhìn đục lỗ đây. Màu Grey Metallic này. Heritage cũng vậy, Heritage sẽ có những option vành đúc và vành căm tùy theo lựa chọn tùy thuộc của mỗi người. Thì vành đúc này sẽ có một cái ưu điểm hơn là nó sẽ là lốp không xăm, còn vành tăm sẽ vẫn là lốp có xăm ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng ạ. Và nãy giờ chúng ta đã được biết về thiết kế, về động cơ, về màu sắc. Nhưng mà em nghĩ là mọi người vẫn đang tò mò về một điều về hai mẫu xe này, đó chính là mức giá trong năm nay. Thì ngay bây giờ em xin mời anh Hoàng sẽ công bố mức giá của Roadster ST và Streetster ST trong năm 2022 này. Cảm ơn Thông nha. Thì cái dòng Roadster ST và Streetster ST này sẽ có cùng một giá với nhau. Thì màu đen nó sẽ là 1.219.000.000 và màu Gunship Grey là 1.239.000.000.
rất là kinh tế cho những anh em nào mà thích chơi độ mà có sẵn một cái máy 17 và mình có thể độ theo tùy ý của mình. Và đặc biệt hơn nữa là trong ngày hôm nay mà những khách hàng nào mà đã chọn được, những anh em nào mà đã chọn được chiếc xe ưng ý cho mình, Streetlight ST hoặc Roadlight ST thì đặt cọc trong ngày hôm nay thì sẽ được một cái voucher 20 triệu cùng với một cái áo phông của áo sơ mi của Harley Davidson tặng kèm ạ. Vâng, và chỉ trong hôm nay anh em khi đặt cọc hai mẫu xe Roadlight ST và Streetlight ST sẽ đập nhanh lắm ấy. Voucher 20 triệu cùng với đó là một chiếc áo đến từ Harley Davidson. Vậy xin cảm ơn anh Hoàng cũng như anh Bách về phần chia sẻ hai mẫu xe mới này. Và em xin mời anh Hoàng sẽ tiến về giữa sân khấu. Chúng ta sẽ đến phần Q&A, phần giao lưu câu hỏi của khách hàng cũng như là quý vị nhà báo gửi đến cho Harley Davidson Việt Nam. Và mọi người nếu như ai có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể giơ tay lên và gửi thắc mắc đó về cho chương trình, thì anh Hoàng sẽ là người giải thắc mắc cho quý vị. Dạ. Đấy. Dạ em xin mời. Mời cho em xin kiếm mic với ạ. Mày. Dạ vâng, anh ơi. Đây, đi ra ngoài bây giờ. Dạ, không biết là có anh em nào có câu hỏi có thể đặt ra cho anh Hoàng không ạ? Dạ em xin mời anh ạ. Chú ạ. Đối với cái dòng xe của năm 2022, dạ, 2021 trước đây thì trong câu lạc bộ của chúng tôi thì có một số các cái hội viên đã mua và sử dụng, thì về mặt cơ bản thì rất hài lòng với nó. Dạ. Chỉ có điều là chúng tôi hơi thắc mắc là với những cái dòng xe nó thuộc dòng touring như thế này mà Harley Davidson vừa rồi có giảm bớt hay là họ có một cái sự chủ đích trong vấn đề là họ sử dụng cái côn không phải là côn dầu. Dạ. Thì hiện tại giờ trong câu lạc bộ tôi có một số thành viên họ đang thắc mắc và đang muốn hỏi về vấn đề đó. À thế ạ, dạ. Và suốt trong năm 2020, thì cảm ơn chú Hoàng đã có đặt câu hỏi ạ. Thì về cái chủ đích của Harley Davidson khi mà họ sử dụng cái côn dầu ấy ạ, kể cả trong dòng Touring lẫn dòng CVO của năm 2022, bắt đầu từ năm 2021, là họ muốn giảm thiểu những cái trục trặc khi đi trên đường, đặc biệt là những lúc mà xe hoạt động với hiệu suất rất là cao của phần côn dầu ấy ạ, thì mọi người đi thì nó sẽ giảm thiểu khi mà côn dầu nóng lên ấy, thì nó sẽ thường sẽ xảy ra cái mất côn, tình trạng mất côn ạ. Nên là lúc mình đang đi dốc, cái đấy là cái rất quan trọng, nên là cái côn dầu, cái côn dây này sẽ giảm thiểu những cái vấn đề cho những người chạy ạ. Vâng, thật ra thì cái côn dầu với cả côn dây này, khi mọi người để ý nhé, nếu mà có sự so sánh ở đây thì nó cái lực bóp nó gần như tương đương nhau, cũng không nặng hơn, không nhẹ hơn mấy. Còn nếu mọi người muốn để cái côn nó nhẹ hơn ấy, thì mình có thể lắp cái bộ trợ côn đấy ạ, lắp vào xe thì lúc ấy là xe bóp côn rất là nhẹ. Thật ra nặng nhất là lúc mình đi tắt đường thôi, còn đi xa thì hầu như không dùng đến côn mấy. Dạ vâng ạ. Không biết là mọi người ở đây có ai có câu hỏi thắc mắc nào để dành cho hai mẫu xe mới năm nay không ạ? Dạ vâng, nếu như mà mọi người có thắc mắc, có những điều mà không nói được nhưng mà lại ngại lên sân khấu, thì mọi người có thể liên hệ với lại anh Hoàng sau khi kết thúc chương trình để anh Hoàng có thể giải đáp cho mọi người nha. Và em xin cảm ơn anh Hoàng. Và em xin cảm ơn mọi người ạ. Còn chia sẻ. Thì ngay bây giờ, đây chính là lúc mọi người có thể lên sân khấu, trải nghiệm, giao lưu, chụp hình với lại hai mẫu xe Roadlight ST và Streetlight ST năm 2022. Xin mời mọi người ạ.